Chặng 2 giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tonghuasen 2017 có lộ trình dài 151 km. Đây là một trong những chặng đua có lộ trình dài nhất tại giải. Các cua rơ sẽ xuất phát từ cột cờ Hà Nội, sau đó sẽ đi qua hai tỉnh Hà Nam và Ninh Bình, trước khi kết thúc ở vạch đích tại cổng Thành ủy thành phố Thanh Hóa. Chặng đua này sẽ có 3 đoạn rút tính điểm ở km 50, 83 và 117.